Ngày 19 tháng 10, Công an thành phố Hà Nội tổ chức diễn tập phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ PCCCNCNCS tại một công ty trong khu công nghiệp Thăng Long, xã Kim Trung, huyện Đông Anh. Tham gia buổi diễn tập có hơn 800 người gồm lực lượng phòng cháy chữa cháy, cảnh sát cơ động cùng nhiều phương tiện kỹ thuật hiện đại, tác chiến trên diện tích mặt bằng rộng hơn 70.000 m2. Robot chữa cháy hiện đại được huy động tham gia diễn tập. Theo Công an Hà Nội, tình huống giả định, khoảng 9 giờ 5 cùng ngày, xảy ra cháy tại khu vực lò nung của nhà máy. Nguyên nhân do rò rỉ khí ga gây cháy, nổ. Đám cháy tỏa ra nhiệt lượng lớn và nhiều khói, khí độc bao trùm toàn bộ nhà máy. Tại thời điểm xảy ra cháy, nổ, bên trong khu vực sản xuất, kiểm tra sản phẩm có khoảng 600 người đang làm việc. Khu vực phòng điều khiển lò nung có 6 công nhân bị thương và mắc kẹt không thể thoát nạn ra ngoài. Tại khu vực sản xuất, kiểm tra sản phẩm tầng 1 có 40 người bị ngạt khói, 30 người do xô đẩy, giẫm đạp nên ngất xỉu. Tại khu vực tầng 2 của nhà máy có 19 người bị mắc kẹt không thể thoát nạn xuống dưới, chạy lên tầng mái trong tình trạng hoảng loạn kêu cứu. Cảnh sát huy động Flycam cùng robot tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Ngay khi phát hiện ra cháy, lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở đã nhanh chóng ấn chuông báo động cháy, thông tin báo cáo, tổ chức cắt điện khu vực xảy ra cháy và tập trung lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở để tổ chức chữa cháy và hướng dẫn thoát nạn, cứu hộ ban đầu. Sau khi nhận được tin báo, Đại tá Dương Đức Hải, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo huy động phương tiện của các phòng nghiệp vụ như phòng tham mưu, phòng cảnh sát giao thông, phòng hậu cần, trung đoàn cảnh sát cơ động cùng nhiều lực lượng tham gia chữa cháy. Khoảng 40 phút sau,